Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với Kim Long Center. Ngày hôm nay thì mình đang có ở đây một chiếc laptop đến từ Dell. Lại một chiếc laptop đến từ Dell nữa. Giờ này mình làm Dell hơi nhiều. Và các bạn có thể thấy là cái thiết kế của chiếc laptop này rất là đẹp mắt khi mà nó có một cái màu mình nhìn rất là tuyệt vời phải không? Và mình sẽ giới thiệu luôn với các bạn đây chính là chiếc Dell Inspiron 5584, một trong những dòng Inspiron mới nhất của năm nay. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá xem là chiếc laptop này sẽ có những gì và những gì mà nó mang lại cho mình thực sự là có thực sự đáng tiền hay không nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy nói về phần thiết kế đi. Thì khi mà các bạn nhìn vào cái phần thiết kế của chiếc laptop này thì ở phía mặt sau các bạn sẽ có được là một cái mặt lưng được làm bằng nhựa nhám. Thì cái màu nhựa này sẽ là một cái màu nhựa nhìn rất là đẹp mắt bởi vì nó là một dạng giống như là giả kim. Ngoài ra thì khi mà mình trên tay cái chiếc laptop này thì mình thấy rằng cái kích thước của nó khá là nhỏ gọn so với là một chiếc laptop có màn hình 15.6 inch. Tất nhiên rồi, bởi vì chúng ta sẽ có một cái màn hình có viền mỏng. Trở lại với phần thiết kế thì ở trên chiếc laptop này, khi mà chúng ta nói về phần thiết kế thì có một điểm mà mình không muốn bỏ qua, đó chính là những cái phần cổng kết nối. Thì nếu mà các bạn sử dụng những chiếc laptop mà có thân hình nhỏ gọn cũng như là mỏng như thế này thì một việc mà đa số các hãng họ sẽ lựa chọn đó chính là họ bỏ đi những cái cổng kết nối lằng nhằng như là HDMI hay là cổng mạng LAN, mà họ chỉ sử dụng những cái cổng nào thật sự cần thiết mà thôi. Tuy nhiên thì trên chiếc Inspiron 5584 này chúng ta vẫn sẽ được Dell họ tích hợp lên đầy đủ cái cổng kết nối, nhưng Dell họ sẽ không tích hợp nhiều những cái cổng kết nối ở phía bên này, mà họ chỉ để một cổng USB 3.0 cũng như là một khe thẻ nhớ để mà chúng ta có thể sử dụng. Còn tất cả những cổng khác thì họ sẽ để ở phía bên góc, phía bên tay trái. Một điểm mà mình rất là cảm thấy rất là tuyệt vời, bởi vì khi mà các bạn sử dụng cái chiếc laptop này thì các bạn sẽ có sử dụng thêm một con chuột nữa. Thì cái phần mà chúng ta ở phía bên tay phải, chúng ta cần phải có một khoảng trống để mà các bạn có thể sử dụng chuột một cách tốt hơn, đúng không? Thì những cái cổng được đặt ở phía này là một điểm mình cho rằng rất tuyệt vời. Dell họ đã lắng nghe người dùng nhiều hơn. Tiếp theo, khi mà chúng ta mở chiếc máy lên thì có một điểm mà mình rất rất thích ở trên chiếc laptop này, đó chính là phần hai cái bảng lề. Thì mặc dù là hai cái bảng lề ở trên chiếc laptop này cũng được gia công bằng nhựa, nhưng mà cái độ chất lượng gia công của nó thì lại rất là tuyệt vời. Tại sao mình lại nói tuyệt vời? Thì khi các bạn mở máy lên thì nó sẽ cho các bạn một cái cảm giác rất là chắc chắn. Và ở đây mình sẽ cho các bạn xem luôn là khi mà các bạn để nó ở một cái khoảng cách như thế này thì cái chiếc màn hình của chúng ta sẽ không bị đổ sập xuống như là nhiều những chiếc laptop khác. Đây là một điểm mình cảm thấy rất là tuyệt vời ở trên những chiếc laptop đến từ Dell. Tiếp theo thì hãy nói về phần màn hình đi. Thì khi mà các bạn mở máy lên thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có một cái màn hình rất là đẹp mắt với cái công nghệ viền mỏng. Thì theo như Dell họ có nói thì đây sẽ là công nghệ Narrow Border, giúp cho việc là cái màn hình của chúng ta sẽ có những viền mỏng hơn. Và các bạn có thể thấy là viền ở hai phía bên cạnh thực sự rất là mỏng, khiến cho chúng ta có một cảm giác là chiếc màn hình này nó thu hút hơn, nó sexy hơn. Tuy nhiên là cái phần nhựa ở trên chiếc màn hình này sẽ là nhựa màu đen, nó không phải hợp phù hợp với lại toàn bộ ở trên chiếc máy. Tuy nhiên là cái phần màu đen này, khi mà các bạn sử dụng chiếc máy, các bạn sẽ có một cảm giác là những cái viền xung quanh nó sẽ không gây cho chúng ta một sự sao lãng mà chúng ta có thể là tập trung vào những gì đang diễn ra ở trên cái màn hình hơn. Xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có hệ thống bàn phím cũng như là touchpad ở trên chiếc laptop này. Thì hệ thống bàn phím, chúng ta sẽ có một bàn phím với layout tiêu chuẩn đến từ Dell. Tuy nhiên là cái bàn phím này mình thật sự rất là thích khi mà Dell họ đã sơn phủ lên trên cái hệ thống bàn phím này những cái phím với một cái lớp sơn màu nó hợp với lại cả cái phần cây tay luôn. Đây thật sự là một điều mà mình rất là thích. Một điểm mình hơi thất vọng một tí thôi, đó chính là phần đèn LED ở trên cái bàn phím này. Đúng rồi, chúng ta sẽ có phần đèn LED ở trên bàn phím. Tuy nhiên thì cái đèn LED này nó lại không quá sáng. Vì vậy mà khi các bạn có thể thấy là trong cái lúc mà mình quay video thì các bạn hoàn toàn rất là khó để mà chúng ta có thể nhận ra được cái hệ thống đèn LED này, bởi vì đèn LED của nó hơi yếu một tí. Kèm theo đó là cái lớp sơn phủ ở trên những cái ký tự cũng khiến cho cái đèn LED này nó không thể xuyên qua quá nhiều. Nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng cái chiếc laptop này trong môi trường thiếu sáng, bóng tối thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là chúng ta sẽ có một cái hệ thống đèn LED ở trên cái bàn phím giúp cho các bạn có thể thấy được các phím một cách dễ dàng hơn. Còn nói về phần cảm giác khi mà gõ phím thì đây sẽ là một cái bàn phím mình nói là tiêu chuẩn ở trên đa số tất cả những cái chiếc laptop đến từ Dell. Các bạn sẽ có một cái cảm giác bấm dễ chịu, tuy nhiên thì cái hành trình phím không phải là quá dài.
Nhìn xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có một phần touchpad. Thì touchpad ở trên chiếc laptop này có kích thước khá lớn và gần như là nó sẽ có hình vuông luôn. Đây là một điểm khá là tuyệt vời, bởi vì khi mà các bạn vuốt cũng như là các bạn sử dụng cái phần touchpad này, đặc biệt là đối với những bạn nào mà chúng ta không sử dụng chuột mà chúng ta chỉ sử dụng touchpad thôi, thì nó có kích thước lớn như thế này sẽ giúp cho chúng ta có thể sử dụng một cách dễ dàng hơn. Các bạn sử dụng hai hoặc ba ngón tay sẽ rất là dễ chịu. Và kèm theo đó là một điểm nữa, đó chính là ở phần kê tay cũng như là trên phần bàn phím và touchpad, mình phải nói rằng chất lượng gia công ở trên cái chiếc laptop này vô cùng tuyệt vời. Bởi vì khi mà các bạn tác động một lực mạnh vào trong cái phần bàn phím cũng như là phần touchpad này, thì nó không có bất cứ một hiện tượng lún hoặc là bị flex nào xảy ra. Đây là một điểm mình rất là thích trên tất cả các chiếc laptop của Dell. Mà lúc nãy thì mình có nhắc đến phần xem phim giải trí ở trên chiếc laptop này, thì có một điểm là trên chiếc laptop này chúng ta sẽ có một công nghệ gọi là Dell Cinema. Thì công nghệ này sẽ là một công nghệ giúp cho chúng ta có một trải nghiệm tốt hơn về phần âm thanh cũng như là phần hình ảnh ở trên chiếc laptop này. Nói đúng hơn thì chúng ta có thể xem được cái chế độ HDR ở trên chiếc màn hình này. Thì cái chế độ HDR này sẽ giúp cho cái màu sắc của video mà các bạn xem hoặc là các bạn chơi game nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ màu sắc nó sẽ đẹp đẽ hơn, mịn màng hơn. Tuy nhiên là khi mà các bạn sử dụng cái chế độ HDR này thì các bạn chỉ có thể xem được những cái HDR đó ở trên những cái video hoặc là những cái game có công nghệ HDR nằm trong đó sẵn thì chúng ta mới có thể xem được mà thôi. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một công nghệ âm thanh nữa mà Dell họ gọi là Cinema Sound. Thì công nghệ âm thanh này sẽ là một công nghệ nó tạo ra một cái giả lập âm thanh vờn, giúp cho chúng ta có một cảm giác là đang ngồi trong một khán phòng, và nó sẽ cho các bạn một cái chất lượng âm thanh tốt hơn so với là những cái chiếc laptop khác. Vì vậy mà các bạn có thể xem phim cũng như nghe nhạc và chơi game ở trên chiếc laptop này một cách tốt hơn. Mà đã nhắc về phần chơi game rồi thì không thể nào mà không nhắc đến phần cấu hình của chiếc laptop. Thì cấu hình ở trên chiếc laptop này chúng ta sẽ có là CPU Core i5 thế hệ 8 8265U, 4GB, 1TB ổ cứng, và dĩ nhiên là chiếc card đồ họa đến từ Nvidia GeForce MX130 2GB. Thì đối với một cái cấu hình như thế này thì những cái tác vụ về học tập, làm việc hay là các bạn sử dụng nó cho các giải trí nhẹ nhàng thì nó sẽ đáp ứng mượt mà cho các bạn. Tuy nhiên, nếu các bạn chơi những cái tựa game nặng hoặc là các bạn sử dụng nó cho những cái tác vụ như là edit video này nọ nhẹ nhẹ thì các bạn nên gắn thêm cho mình một thanh RAM 4GB nữa để chúng ta có 8GB nào, các bạn có thể thoải mái trong quá trình mà chúng ta sử dụng đa nhiệm hơn. Kèm theo đó thì hãy mua thêm cho mình một chiếc SSD 128GB để mà có thể gắn vào, và chúng ta sẽ có được tốc độ xử lý nhanh hơn ở trên chiếc laptop này. Ok, và đó là những gì mà mình muốn gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay về chiếc Dell Inspiron 5584 này. Các bạn thấy chiếc laptop này như thế nào? Đây sẽ là một chiếc laptop có thân hình mình cho rằng nó khá là nhỏ gọn cũng như là mỏng, và vẻ đẹp của nó thì khỏi phải chê rồi. Nếu các bạn thấy thích chiếc laptop này thì mình sẽ để lại link ở phía bên dưới để mà các bạn có thể truy cập vào để chúng ta xem thêm về chi tiết của chiếc laptop. Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy thích video này, hãy nhấn like, share và subscribe cũng như là nút chuông ở phía bên cạnh để ủng hộ cho Kim Long Center. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.